Lần này chúng ta làm cái con airdrop với lại ISO con HMT, cái link của tôi đây, đúng không ạ? Các bạn sẽ có một cái link của HMT đó. Đấy, copy cái link này để quăng link, các bạn có thể làm để xây dựng một cái hệ thống cho các bạn. Đấy, deposit fund thì cái này nó đời deposit bằng USD và BTC, đó, BTC. Nhưng mà trong đây nó có hướng dẫn của một là mua bằng BTC thì chúng ta cần mua BTC để chúng ta vào các gói của nó. Thì đây là một cái con khá là thú vị và chúng ta nghiên cứu thông qua các cái hệ thống download về sách trắng của nó. Đó, đây là một dạng đầu tư, đó, 50 đô này, 250 đô 1.000. À, đó, đây là và nó chi trả các cái hoa hồng thông qua BTC này, đấy, nó chi trả các hoa hồng. Thì anh em có thể xây dựng hệ thống của cái thông qua cái này, đúng không? À, đó. Đây trong white paper sách trắng của nó, marketing của nó, các chiến dịch marketing ấy, marketing của nó là khá thú vị. Thứ hai nữa là đây là cái về chúng ta xem các vấn đề về marketing của nó chạy thông qua các cái dạng giải pháp đầu tư thông qua tiết kiệm thì có những cái lộ trình rất là rõ ràng. Ví dụ như là roadmap của nó Humanize vào quý 4 năm 2021, đúng không ạ? Quý 3 2022 2023 nó có trong vòng 2 năm. IEO start này, platform này, đó, các ví này, AirDrop app này, các vấn đề về app này, các vấn đề về kỹ thuật này. Đấy, quý 3 là auto trading platform. Đó, đây là cái mà về cơ bản các cái coin ICO và IDO thì chúng ta phải có cái lộ trình 1-2 năm. Đó. Thì đây là cái mà chúng ta xây dựng hệ thống thông qua cái việc marketing của nó, đúng không? Marketing model, đó, intro, auto trading platform, pre-sale. Đó. Thì chúng ta mua thông qua các cái việc mà chúng ta vào cái link của tôi ở dưới, nó leo vào 1-8%, 4%, 2% và 1%. Đó. Thì chúng ta có thể mua dần. Đấy, bonus 5%, bonus HTM, đúng không? Các cái chiến lược marketing của nó. Đó. Đây là các cái... Và vì sao con này nó hot thì chúng ta sẽ tìm hiểu các chiến dịch của nó. Nó rất đơn giản thôi. Đó. Đó. Xây dựng hệ thống các chiến dịch. Ok. Các cái link của chúng ta. History, earning, rất nhiều các cái chiến dịch. Airdrop, để các vấn đề về điểm danh, đó, lập tức là chúng ta sẽ có được hưởng pre-sale, vấn đề pre-sale, rất nhiều các vấn đề, account, sẽ vào account, mã link reference, đó, chúng ta có các cái mục authy chúng ta xử lý, đúng không ạ, helpdesk, pending, các mark resolver, ticket, các cái hướng dẫn ticket, các cái hỗ trợ support rất là thông minh. À. Thế thì chúng ta có thể sao chép và chúng ta vào